anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946782982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Chúc anh em một ngày mới gọi là làm việc hăng say và học tập là thành công nha anh em. Ok anh em. Thì hôm nay làm clip động lực cho anh em cày chay. Là sao anh em? Thì cái ạc này thì là mình được một bạn gọi là cho xài, có nghĩa là cho lại á, nghĩa là không xài nữa, cho lại để mình cày. Chứ cái ạc này á là mình cày chay anh em, cày chay, không có nạp gì hết. Đó. Nên mình nên làm một clip độc lực cho anh em, nghĩa là sao anh em? Ạc này mình đã đạt cột mốc là 1 tỷ coi anh em. Làm độc lực cho anh em cày chay. Thì cái ạc này mình mới cày đây tầm 2-3 tháng thôi. Tại do cái bạn này bận quá, không chung chơi nữa, bỏ. Thì mình thấy hơi tiếc nè, hơi tiếc thì mình vô mình cày tiếp thôi. Chứ hồi chết thì mình không có thời gian mình cày đâu. Chứ mấy cái ạc khác á, là mình mượn mà. Có một số anh em rất là thân tính với mình, bạn thân đó, để cho mình mượn ạc á, để mình review này, mình ấy cho anh em, chứ không phải là ạc của mình. Thật sự có một số anh em cứ kêu ạc sao nhiều coi mà nhiều vậy. Thật sự không phải của mình anh em, thật sự không phải của mình. Ạc của mấy bạn khác cho mình mượn, mình review thôi. Đó, còn đây chính là cái ạc mà bạn khác là bạn cho mình, nghĩa là mình cho mình thấy tiếc quá mình cày thôi, chứ thật ra mình không có thời gian anh em, mình cày chỉ chơi thôi. Mà không ngờ lên tới 1 tỷ coi anh em, đó động lực cho anh em cày chay. Thật sự ạc này mình không nạp anh em, không có nạp. Mình xài cầu thủ ri mà này, anh em thấy không, toàn là cầu thủ ri mà, đó toàn hàng ri không, không có nào mà mình bán được hết á, là hàng ri mà, đó mình cày chơi mà. Nhưng mà lên được 1 tỷ coi anh em, nghĩa là mình tích cầu thủ mình bán rồi mình kiếm từ từ mình mua cầu thủ đó. Thì nay làm clip gọi là độc lực cho anh em cày chay. Nhưng mà 1 tỷ coi đó từ đâu ra? Bây giờ chỉ có mỗi 700 mấy thôi. Đó là hôm qua mình quay được một vài con cầu thủ bán được anh em, exchange anh em bán được đó. Hôm qua anh em có clip mình rồi, anh em chưa coi hay coi lại à? Mình mở được mấy con ngon đó. Đó bây giờ lên chợ cho anh em, cho anh em xem nè, mình đã bán được rồi nha em, bán được rồi nha. Vậy tuy cầu thủ bị lạm phát rất nhiều, tuy rất là khó bán, nhưng mà những con cầu thủ mình bán đều bay hết em, bay hết luôn, bay hết anh em, bay hết đây. Cho anh em xem trên màn hình ha. Đây, con Manan hơn 200 triệu, bay luôn em, bay luôn. Con Gomez nè, ngay cả con Thuram cùi cùi cũng bay luôn em, được 2 triệu 7 luôn nè, ghê chưa. Con Guriro nè anh em, hơn 80 triệu. Đấy, con Thuram hơn 10 triệu. Còn Solo Tepper nè, Tepper nè, đó là hơn 20 triệu nè. Còn Vega nè, gần 12 triệu nè. Còn Jader nữa, Jader gần 20 triệu luôn. Đấy, và một con Tavaviner 108, 14 triệu. Hai con Hero nữa, gần 5 triệu nữa. Đấy, ghê chưa anh em. Những con cùi cùi bay hết anh em, bay hết. Không biết chợ này sao mà ai mua mà bay hết luôn em. Đấy, bây giờ lấy coi về nha anh em, coi đủ 1 tỷ không. Mình nghĩ là 1 tỷ á, tại vì rất là nhiều anh em. Đấy, hay cả con Guriro ô vào 110 thôi. Giá hơn 80 em mà vẫn bay anh em, ghê chưa, vẫn bay nè, thấy không, vẫn bay nè. Con này nè, đấy con này nè, hơn 80 em mà vẫn bay luôn. Đây lấy coi về nha anh em, đấy được 379 triệu coi, cộng vô 1 tỷ mốt anh em, 1 tỷ mốt, tuyệt vời, tuyệt vời anh em. Đấy, độc lực cho anh em cày chay, cái này cày chay anh em, không nạp mình mở may mắn thôi nha. Tại vì cái ạc này là lấy lại của một cái bạn trước thôi. Đó, bạn trước đó, hồi trước có nạp mình rất là nhiều anh em, nạp rất là nhiều. Nhưng mà sau này mình không có nạp nữa, tại vì mình nói là mình chơi thôi chứ không có nạp nữa. Nói rõ cho anh em, để anh em hiểu. Nhiều lúc anh em thấy FPB trên có số FPB Fireball là nó kêu nạp, không có. Mình ít khi nào nạp lắm, tại vì mình không có nạp, mình chơi mình cày chỉ chơi thôi. Chứ mình khá là bận anh em, khá bận làm clip rồi nạp cho anh em rất là nhiều. Nên chỉ cày chỉ chơi thôi. Mà lên 1 tỷ mốt coi anh em, 1 tỷ mốt coi. Đó là may mắn nữa. Mình chơi may mắn nữa. Nhưng mà 1 tỷ mốt coi giờ làm gì anh em? Thật sự bây giờ 1 tỷ coi thì cũng không mua được nhiều cầu thủ. Tại vì bây giờ lạm phát nhiều quá, có nghĩa là gì? Cầu thủ giá cực kỳ là cao, quá cao luôn, cực kỳ là cao luôn. Bây giờ nếu 1 tỷ coi mốt coi này á, bây giờ anh em gọi là tính coi, mua mấy con 112 ha, 112 top S thôi. Đây, được mấy con em, bèo bèo một con cũng là 200 mấy chục triệu rồi. Rẻ rẻ cũng được 100 mấy anh em. Có nghĩa là mình có thể mua được tầm 5 con, cỡ 5 con 112. Hồi trước mà nếu mà cầm 1 tỷ mốt này đi mua là được cả đội hình mà dư coi thế này. Ai đi mai cân luôn đó, thật sự. Này là sạc của Bắc Mỹ anh em, Bắc Mỹ nha. Bắc Mỹ thì nó hơi cao một chút so với châu Á. Đấy,
nếu mà so với châu Á, nếu mà 1 tỷ bằng 1 tỷ, mà 1 tỷ mốt á, bằng 1 tỷ thôi. Có vậy đi, mình tính vậy đi ha, 1 tỷ mốt thôi ha, 1 tỷ thôi. Đó. 112 rất là nhiều anh em, nhưng mà 100 mấy chục triệu nè. Còn chưa nói những con ngon nữa, này phải mua những con ngon nữa. Không để chỉ mua những con ngon bộ rẻ thôi. Những con tầm mà 100 mấy 80 thôi nè. 166 nè. Ngay con Van Ram là 212 triệu. Đó. Con Upright thì chỉ có 130 thôi. Hay con James chỉ có 162 thôi. Đấy, con Mane 134. Thì 1 tỷ mốt này mình chỉ đưa mua được vài con ngon ngon thôi. Ví dụ mấy con gọi là mình lên mấy con U Top S đi. U Top S xem như thế nào. Đây. U Top S American thì đừng mơ anh em, đừng mơ lên 1 tỷ mấy 2 tỷ không, thấy không? Mấy con này mặc con tốn còi quá. Tốn quá anh em. Dorainer 2 tỷ. 2 tỷ anh em, 2 tỷ. Phẩm bèo lắm, con Musiala cũng được 1 tỷ rưỡi anh em. Trời ơi. À, được mấy con 114 anh em. 114 thì rẻ. Thì 600 mấy là 100 mấy thôi. Không có nhiều. Đấy, mấy con 114 nè. 114 thì rẻ rồi. Nhưng mà mua được có 1 2 con, 1 con thôi. Mua có 1 con thì làm gì anh em? 1 con thì làm gì? Đó. Thì bây giờ anh em mua tầm được 2 con 113. Có 213 anh em, 213. 112 thì anh em mua được 5 6 con. Tùy vào anh em mua con gì thôi. Đó. Thì nhìn chung á, mình đánh giá là 1 tỷ mốt coi thì cũng không gọi là quá nhiều, mà cũng không quá ít. Cũng vừa đủ. Nửa đội hình cho anh em thay thế đó, thì có thể clip sau mình sẽ build đội hình cho anh em, build đội hình ha. Đó thì nói chung là clip này là động lực cho anh em cày chay. Thật sự anh em cày chay bây giờ có 1 tỷ coi là thường nè, 1 tỷ coi là thường, 500 em cũng thường luôn. Đó là cho anh em chơi lâu nha, chơi lâu cho anh em chơi lâu, chứ không phải là anh em mới chơi cũng không có đâu, khó lắm. Chơi lâu mình cũng chơi cái ad này cũng 3-4 tháng, tầm 3-4 tháng, 2-3 tháng gì không nhớ nữa, nhưng mà mình tiếp nhận lại thôi. Mình thấy tiếc của anh em, thấy tiếc của mình vô mình chơi thôi, chứ thật sự bạn này bỏ rồi. Bỏ cái ạc này thì ủ quá, nên mình chơi lại thì mình cày lên 1 tỷ mốt coi, nhiều chợ sợ thêm may mắn nữa nè, thêm may mắn quay nữa đó, thấy chưa, ngon anh em, ngon anh em. Thì bây giờ mình sẽ gọi là gì ta, tiếp tục cái clip này với những gọi là quay nhân phẩm ha, quay nhân phẩm cho anh em. Đây mình sẽ lên Starbucks lấy ít gen về đi, để mình vô cái phần lắp bắt anh em, để mình quay. Đấy, được 600 gen với một cầu thủ 106 anh em. Đấy. Thì mình còn 5 mốc nữa mình đủ rồi. 5 mốc nó sơ bát rồi. Anh em đến giờ full rồi anh em, chứ không phải chờ đâu, còn có 2-3 ngày nữa. Đó. Thì nhìn chung là clip này là động lực cho anh em thôi, chứ anh em nhìn cho đội hình mình nè. Toàn là cầu thủ Huy không? Huy không anh em. Không có cầu thủ nào mua hết á. Quay Huy không à. Đó. Mình còn một con Bright nữa. Đây, con Bright này nè. Đấy, con Bright này nè. Con này thì mình chưa có bán. Con này bán được cho anh em, mình chưa bán, thấy là chưa có ai bán á, ít á, mình chờ lên giá mình bán. Chờ lên giá bán em. Đấy, cầu thủ Ri không em, tại nó Ri không mà. Đấy, mình chờ Chen kiếm cơ hội, kiếm cầu thủ hên thì được anh em. Đó, động lực cho anh em ha. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ gọi là kiếm cái gì đó, quay nhân phẩm cho anh em, để coi hôm nay có hên không, này có hên không. Cái phần U-Top-S thì mình sẽ được 4 lần quay, mình quay luôn nè, quay luôn, kể hôm nay lỡ rồi, chơi vui luôn. Đó, vui rồi, vui rồi, được tí mốt em, được tí mốt, vui đen, vui đó. Có được gì không? Đấy, để coi 450 anh em. Quá đen anh em, quá đen. Tiếp tục cho anh em, mở hết luôn, anh em chơi luôn, mở hết luôn em, mở nhân phẩm luôn. Coi có hên không? Đó. Rồi, không ra rồi, 450 rồi. Còn 2 phát nữa anh em, 2 phát nữa, chơi luôn đi. Cái này hơi khó, giờ nó phích rồi anh em ơi, hơi khó. Nhưng mà thôi kệ nó, chờ may mắn. Đấy, may mắn, này may mắn không? Ồ, top F anh em, top F. Xin tôi đứng rồi. Brazil. LW 112 không? 111. Rafinha anh em, Rafinha. Cũng được anh em, cũng được, đang cần LW. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Được anh em. Đấy, thay vì anh em mà bỏ 400 điểm quay với con 112 á thì 111 cũng được anh em. Mà hên anh em hên. Đấy, hên rồi. Hôm nay cũng được anh em, cũng được anh em. Không đến đâu nào đâu. Tại vì nó over 108 cộng thì hên xui anh em. Mà được 111 là ngon rồi. Mày hên rồi, này hên rồi. Hey, cầu thủ nữa em, cầu thủ. Ừ, rồi này, đáng 112 đi. CM. 112, rồi, con CM rồi, CM rồi. Trời ơi, CM cho là chín. Trời ơi, đen quá anh em ơi. Cái pha này hơi đen rồi. Không sao anh em, vậy là vui rồi. À, được 111 là vui rồi anh em. Còn thì được con, thấy không, 108 cộng mà đã 111 là ngon rồi. Còn mà con top S, U-Top S thì phải chờ may mắn lần sau nữa. À, lần sau anh em, lần sau. Thì ok anh em, đó là phần
Ultimate được còn Rafinha. À. Còn đây là phần top S đây. Top S này có sao có 90 điểm ta. Để mình đổi điểm nè, mình đổi điểm lên thêm 10 điểm đi. Mình có ngôi sao mà. Mình đổi thêm 10 điểm được hai phát. À mình vô lát bắt chứ đi. Lát bắt mình sẽ làm lát bắt luôn. Mình chơi bằng gen em. Đang hên. Đó anh em, nhiều lúc mình kỳ chơi mà may mắn anh em. Trời ơi, mới nói xong mới không ra cái cầu thủ hết em. Trời đen thật chứ. Cái này một số anh em gọi là gì ta? Mở rất là hên em, cái lát bắt nè, ra cầu thủ icon 110 nhiều lắm. 110 cũng được anh em, 110 cũng được, mang đi S hoặc là bán cũng được. Tiếp tục nha em, còn một phát nữa. Còn có may mắn không? Đáng cầu cho ra 111, 112 đi. Icon đi. Rồi xong anh em, 2.2 triệu. Trời ơi, sao cái lát bắt mình xui ghê em, nó bắt mở 4-5 lần rồi đó, không ra được luôn đó. Đen thật. Quá đen rồi anh em ơi, quá đen rồi. À, còn 1.1 điểm nè. Có 1.1 điểm thì vô phần đây, cúp cooper nè, 1.000 điểm, 106 cộng. Mình chơi luôn nè, chơi luôn, hôm nay chơi láng luôn em. Hôm nay vui quá, chơi láng luôn. Chơi vui nè em. Đó, cho lập bậc cho anh em kể cho anh ấy là may mắn, truyền tải cái may mắn của mình cho anh em. đây. Đấy, đấy, cậu thủ nè em, cậu thủ. À, còn gì đây. Đức. ST. Trời, cái này kỹ quá, cái này gì đây. 109 anh em. Trời ơi, Firo gì đó em. 109 Firo. Thôi con này hơi đen rồi. Ôi ôi. À 109 thì cũng được, cái này 166 cộng. Trời ơi, lên ráng xíu 110 kênh cũng được. Hay cũng được anh em ơi, cũng được rồi. Cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là đổi điểm đây. À mình có 10 điểm anh em. Mình đổi một cái mình vô icon tiếp. Hôm nay quay may mắn anh em. Hôm nay quá đang là hưng phấn anh em. Được 1 tỷ mốt anh em. Đấy. Được 1 tỷ mốt, mình đổi con này ra, mình tiếp tục ra kênh cho anh em, quay tiếp ha. Để xem sao, cũng đang hên rồi. Đây, 100 điểm anh em, được 2 phát. Cái icon này cũng chưa quay được con nào icon anh em, thật sự luôn á, xui ghê đó. Quay cũng là mấy chục phát rồi đó. Mấy chục phát luôn đó, nhiều lắm. Coi như mình quay hết. Rồi, xong được 100 với keyboard anh em, con số gì đây, 103 anh em ơi. Chết rồi anh em ơi. Cầu nó ra 100 này đi, 110 đi. Làm bộ. Rồi xong anh em 100. Ôi cái này hơi đen rồi, 105 anh em, hơi đen rồi. Thì ok anh em. Đó cũng là động lực cho anh em cày chay. Thế là mở hên thì ra anh em. Thật sự có nhiều anh em rất hên anh em, rất hên. Hên lắm luôn đó, nhiều anh em hên lắm. Đó. Thì ok anh em, mình tiếp tục sẽ là những câu hỏi và trả lời trên bình luận của anh em. Thì anh em cứ bình luận ở dưới vui hoặc là những câu hỏi gì đó mình sẽ lọc ra. Mỗi ngày mình sẽ gọi là trả lời anh em và nó chung với anh em luôn. Đây, tiếp tục anh em trả lời một câu hỏi ha. Ok anh em, câu hỏi đầu tiên. Em thấy thay vì làm clip coi cầu thủ nào ngon rẻ thì anh nên làm clip build các đội hình giá trị 500M, 700M, 1 tỷ để cho anh em tham khảo hay hơn. À, cái này một ý kiến hay. Có nghĩa là bà này muốn mình build đội hình 500, 700, 1 tỷ coi để cho anh em tham khảo coi có những cái gì ngon trong đó, đội hình như thế nào. Ok. Cái này là một ý kiến hay, mình sẽ tiếp nhận và sẽ từ từ sẽ làm những cái đồ hình cho anh em. Tiếp tục anh em ạ. Có lẽ AA không thích MU Phan Ryan nên cho anh hên đó. À cái này hôm qua anh em mình hên anh. Mình được có Mainan, được hơn 200M. Đó mới thu coi rồi anh em. Đó 200M, rất hên, cảm ơn bạn này rất nhiều. Một ý kiến, một bình luận rất vui. Chiều em coi video của anh, tối em add trên ra cụ Gullit quá đã luôn anh ơi. Đấy chưa, hãy xem clip mình đi, hên lắm anh em, hên lắm. Em trên đã lên em hết lên đó. Tiếp tục anh em. Anh nhân phẩm quá, mới vừa nạp cho em gói U top S xong, mở được Saliba 112, mong được lên clip của anh. Đó, bạn này mới nạp cái gói U top S lấy Benzema anh em. Đó, vô mở được một con Saliba 112, cực kỳ là may mắn anh em, cực kỳ may mắn. Đó, tuyệt vời. Anh em nào có nhu cầu nạp gói tu bát U top S á, yêu cầu liên bóc Zalo mình nha, đó. Tiếp tục nha. Bạn Đức Huỳnh nè. Em cũng mở bắt 4.000 điểm, được con Messi top S. Đúng idol em vui quá, thịt gà anh mừng luôn anh. Ghê chưa, thịt gà anh mừng luôn. Đúng idol Messi top S đó chứ. Top S là ngon em, bán được gần 500M á. Thật sự luôn á, mắc lắm. Con idol Messi này mắc lắm, thật sự. Bạn này hay thật. Tiếp tục nha em. Xem anh hay quá mà quên đăng ký, giờ em đăng ký rồi, mong anh cho lên TV. Đó, bà này coi lâu rồi mà quên đăng ký. Đó, anh em nào mà coi lâu rồi mà chưa đăng ký hay là giới thiệu bạn bè đăng ký giùm mình ha. Đăng ký ủng hộ mình tiếp tục làm YouTube. Cảm ơn anh em rất nhiều. À.
Tiếp tục, xem video của anh em không nhịn được cười. Đó, mình chơi em là giải trí bên em, giải trí mà muốn làm em vui vẻ, thoải mái chơi game chứ không phải là căng thẳng quá nè, vui vẻ chơi game. Đó, tiếp tục nha. Em add 3 con 111 ra con Lorente RM mà skill 3 sao còn không bán được, buồn quá anh ơi. Bạn này add 3 con 111 ra con 112 mà skill 3 sao rất khó bán em. Thật sự con Lorente này khó bán được, skill 3 sao rất khó dùng, rất khó dùng nè. Thật sự hơi đen, hơi đen. Tiếp nha em, Nguyễn Trực Trung nè. Anh ơi, AI nó có vài lỗi ở phần U-Top S. Mình có thể chơi head to head và skill nhận tổng cộng 48 điểm U-Top S. Hả anh, không biết làm vậy nó có bị ban ạc không anh? Không, cái này là lỗi do AI. Thì mình chơi chứ không bị gọi là ban đâu nè. Cứ yên tâm, lỗi của nó là không bao giờ ban hết. Đó, cái này anh em đấy nha. Đó, chơi kêu em và head to head luôn. Được hai cái luôn em, hai cái luôn mà biết được không á. Đây mình lại nói ha. Vừa nhận quà AI xong, con em gái báo bấm vào nút xóa ạc luôn. Cái này là đen rồi em, đen rồi. Có nghĩa là sao anh em? Vừa được nhận quà AI xong, đứa em gái của bạn này vô sao không biết nó bấm đại cái xóa bả cái ạc luôn, thế là xong phim. Hết trời. Hơi đen rồi, thật hơi đen rồi thôi. Ráng cày lại anh em, cày lại. Đó. Tiếp tục anh em. Em mong anh sắp xếp mỗi tuần tối thứ bảy livestream giao lưu anh em nói chuyện tí rồi đi ngủ được không anh? Ha, à, cái này ok anh em, cái này thì mình đang sắp xếp anh em. Thật sự thì chưa có thời gian với lại chưa có cái sắp xếp cụ thể để mình live stream được. Thật sự mình sẽ ráng cố gắng tiếp nhận ý kiến này. À, bạn này cũng vậy nè. Anh ơi, anh live buổi tối nói chuyện giao lưu đá với mọi người đi, rất nhiều người mong muốn anh. Đấy, giống như bạn ấy đó, mình cũng rất là mong muốn để giao lưu anh em rồi nói chuyện rồi đá với anh em giao lưu đó. Thì ráng cố gắng anh em, ráng cố gắng thôi. Tiếp tục anh. Anh ơi, sông to có bắc ri 111 cộng thì phải làm gì được vậy? Người ta bảo 30 thai u top s, ý anh mong muốn rep. À, cái này nên sao em? Anh em phải mở 30 lần cái bắc kế bên, dùng 500 FFB mở 30 lần cho anh em. Có nghĩa là anh em phải mở hết 15k FFB, 15k đó là 15.000 FFB Fireball đó thì mới được mở cái bắc ri kế bên. Đó, chứ không phải đơn giản anh mở ri đâu em, không đơn giản đâu, dùng FFB cho anh em. À, hết rồi anh em, hết rồi. Đó. Nói chung anh em cứ bình luận comment ở dưới những ý kiến với lại bình luận vui, mình sẽ copy mình tổng hợp một vài ý kiến đó, một vài bình luận của anh em đây là vui vui anh em, vui vui để mình giao lưu nè, giao lưu chơi, nói chung là giao lưu vui vui thôi đó. Nói chung hôm nay là một clip gọi là độc lực cho anh em kể chay, mình được 1 tỷ mốt anh em, 1 tỷ mốt đó. Nhưng mà 1 tỷ mốt đó bây giờ lạm phát quá cũng mua không được nhiều anh em, thật sự cũng mua không được nhiều. Thì nói chung là nó cũng là một cái gọi là động lực cho anh em kể chay rồi, mình cũng cố gắng cho anh em cày rồi. Mình cũng cày chay anh em, cày chay mà đâu có nạp gì đâu. Đó, đó, đó mình đã mở hết rồi. Top S thì vẫn chơi anh em, cứ nhân phẩm đi. Cứ nhân phẩm mà quay anh em. Đó, thì ok anh em, clip này cũng khá dài rồi. Thì anh em có ý kiến hay bình luận gì cứ bình luận dưới ha. Đó, mình sẽ tiếp nhận và copy lên anh em và trả lời anh em từ từ. Giao lưu anh em. Thì ok anh em, anh thấy clip hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chuyên ký, đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.